Xin chào chị, hôm nay là em giới thiệu một chút về cây hoàng thảo nghệ tâm. Đấy, cây này thì nó so với mặt bằng của các bông nghệ tâm khác ấy thì nó rất đẹp. Bởi vì cây này khuôn hoa rất là tròn. Như chị có thể nhìn thấy bông cũng rất là tròn. Mà màu rất là đậm. Không phải cây nghệ tâm nào nó cũng có thể là được cái bông đẹp như này đâu. Bởi vì nó là, thường là cánh nó nhỏ. Cánh nó nhỏ chứ nó không phải to như này được. Đem nuôi một giò nó là một loại này, nó cũng vui. Nó rất là đẹp. Còn nếu mà để mà ra hoa được nhiều ấy, như ở Hà Nội thì sẽ rất là khó. Như là có nghĩa là ở Hà Nội sẽ rất khó để ra hoa được nhiều nở hết. Nó chỉ được tương đối thôi. Đây như này em nuôi này. Ở chậu to này em thấy này nó cũng là rất là đẹp. Bởi hoa nó nhỏ mà thân lá nó rất là bé đấy. Mùa phát triển và nó lên rất là nhiều mầm chậm đấy thì em giới thiệu chút sơ lược về cái cây nghệ tâm này đấy. Cây hoàng thảo nghệ tâm này thì là thân lá của nó thì rất là nhỏ thôi. Lá của nó trước hết là gốc đi. Gốc thì rất là nhỏ, nó chỉ khoảng 0,3 mm đến 0,5 mm một 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 cái thân gốc của nó. Rất là khó quay. Đây, chỗ này. Gốc có nhỏ. Và lên lên mầm vào dịp tháng giêng tháng hai đấy, mầm nó xanh biếc luôn, không có màu gì khác thì có màu xanh nõn chuối này. Lá nhỏ, thân của nó thì từ 0,3 đến 0,5 hoặc có thể to thì lên 0,7 cm. Đúng rồi. Khoảng 5 3 đến 5 mm. Đấy. Lên mầm màu xanh. Màu xanh không bị ám tím, ánh tím hay cái gì cả. Lá của nó nhỏ. Lá mọc so le nhỏ. Mỗi lá, những cái lá đầu tiên bao giờ nó bé, còn những cái lá về sau thì nó sẽ to hơn tí. Thì mỗi cái lá này thì nó dài khoảng là 3 đến 5 cm. Có những cái lá thì nó có thể to dài hơn hoặc ngắn hơn là bởi vì vị trí của nó. Ví dụ như là những cái lá đầu tiên ấy thì nó sẽ ngắn hơn, hoặc những lá cuối cùng, còn những lá ở giữa là luôn luôn là to nhất. Thì cái cây này lá nó dài từ 3 đến 5 cm và rộng khoảng từ 1 đến 2 cm tùy vào vị trí lá. Đây nó có cái lá to, lá nhỏ. Lá ở giữa thân với cái đoạn giữa thân là to nhất thì lá ở giữa thân nó to nhất. Đấy. Đấy lá, còn thân thì nó to khoảng 0,3 0,5 mm. À 3 đến 5 mm. Còn thì thân nó to khoảng 3 đến 5 mm này. Đấy, bé này thôi. Và nó dài khoảng tầm độ từ 20 đến tối đa là 50 cm. Ít khi dài hơn lắm, bởi vì nó dòng này vốn dĩ nó rất là ngắn. Ít khi nó dài hơn. Đấy. Hoa của nó thì nở vào tầm tháng này. Tháng này là tháng 4 dương lịch. Và thường thì ở nơi khác nó cũng nở vào tầm này thôi. Đấy. Tháng 4, nhưng bây giờ đang là tháng 4 dương lịch. Loại này nó rất là tương đối siêu hoa. Như một chậu như này nó cũng ra rất là nhiều hoa. Còn màu sắc với khuôn hoa mà cánh tròn như này thì phải đi tìm, sưu tầm. Chứ còn thì cũng chẳng có. Chứ còn có nghĩa là rừng tự nhiên là nó không phải cây nào cánh nó tròn như cây này. Đấy, cánh nó tròn to như cây này là không có. Nó phải là mình lại phải đi sưu tầm, nó có loại to loại nhỏ. Nhưng mà cái này thì giá thành nó cũng rẻ, nó không đắt, nên là sưu tầm nó dễ. Vài trăm nghìn giò to đùng đấy. Hoa của nó thì là hoa nó
hoa của Nghệ Tâm ấy, thì nó là màu trắng tím hoặc vàng. Còn màu thường nó nhờ nhờ thôi chứ nó chẳng tím đậm như này đâu. Này nhìn rất là xinh. Đấy, đây chậu to đùng làm chậu to chơi thì thích. Bể hoa nó nhỏ. Hoa này của nó thì cây này nó rất là siêng nụ và siêng ki. Thì là nó có thể là vừa ra hoa vừa ra ki luôn. Ra nụ, ra hoa, ra ki liền liền lúc luôn. Đấy như cái này. Cây nó bé này thôi, nó vừa hết hoa ở trên này. Đấy, lại ra ki đi rồi. Hoa ki liên tục. Hoa thì nó cũng mùa rồi, còn ki nó ra liên tục. Đấy. Tiếp đến là phần giá thể trồng. Giá thể trồng loại Nghệ Tâm này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây như đây là đến 30% là giá thể thôi, còn đâu là 70% này là xốp dưới, bởi vì hoàng thảo nó ăn không nhiều. Quan trọng là mình lại phải bón phân cho nó. Đấy, bón phân thì như cái này thì em cũng là bón ở đây thì nó cũng kín hết. Đây rồi, đây vẫn quay được một tí, gọi là rắc ở trong phân, nó rắc ở trong từ rất lâu rồi. Đây thực tế đây có hạt phân này, cứ rắc hẳn vào gần gốc luôn, kệ nó, sau đó mọc đầy những cái đốm trắng trắng ấy. Đây là phân của nó. Đấy, phân này thì có vài loại phân để sử dụng, đó chính là phân Nhật, phân chì Nhật, phân vàng Đài Loan và phân trắng của Nhật. Phân ta chậm, mình cũng có thể dùng một số loại phân phân kiểu dạng phân hữu cơ ấy, như là phân chuồn quế này, phân dê này, phân bò, phân gà đấy, cho thoải mái luôn. Nhưng có nghĩa là cái với cái khi mà mình trồng một cái cây, khi mình cho vào thì mình nên tránh cái gốc này, cho cách gốc khoảng tầm 2 đến 3 cm, để cho về sau nó ra rễ, để sau nó dễ nó bò đi, nó ăn, nó đi tìm chất ăn và hơi ẩm ấy, thì nó được một cách tốt nhất mà không hại đến cây. Bởi vì gần quá là nó sẽ hại đến cây, gần quá sẽ rất dễ là hại đến cây, bởi vì cây là nó khi mà mới trồng ấy thì nó còn rất yếu, mà nó mới ra được ít rễ mà đã dính phân ngay thì nhiều khi nó chưa là hài hòa được thì nó sẽ tự nó sẽ bị sót đấy. Cho nên là chú ý, mọi người chú ý là không trồng khi không cho phân khi mà vừa trồng xong, hoặc là cho phân sát gốc, bởi vì vừa trồng xong nó chưa có rễ để ăn thì cho nó cũng không ăn được, mà hãy để cho nó ổn định tương đối một thời gian, hoặc là cho xa gốc. Nếu như bận thì có thể mình cho phân luôn, nhưng cho cách xa gốc một chút. Cho cách xa gốc thì khi mà nó rễ người ta nó bò đi ăn ấy thì nó cứ thế là nó ăn. Hoặc là cho những loại phân tan chậm ấy thì nó sẽ tan ít hơn thì nó sẽ không bị sót. Đấy, cho bọn phân tan chậm thì to ít hơn, đỡ sót, thì mình có thể rắc gần hơn chút được. Hoặc là sau nó ra rễ như nào nó tự có thể đi tìm lấy nó ăn, không mất công đi cho phân. Nhưng mà ví dụ như cái này là em cho phân sau khi mà nó đã ổn định, cây trồng nó ổn định ra rễ tầm 2-3 tháng em mới đi cho phân. Bởi vì như thế là lúc cái bộ rễ nó nhiều thì nó khỏe, mình rắc ít phân mà là nó ăn được luôn. Cây nó khỏe, rắc phân là ăn được ngay, mà nó tốt, phát triển nó ổn định hơn. Bởi vì cây đã ổn định sẵn rồi, bây giờ mình cho phân nó chỉ có việc lớn, chứ không như đến mức là phải khó khăn quá. Như cái chậu này thì trồng như này là thuần được 2 năm này. Bắt đầu trồng tính năm 2 năm, tính tháng thì chắc phải hơn tháng. Hơn tháng khoảng tầm được 1 năm 3 tháng. 3-4 tháng rồi đấy. 1 năm 3 tháng. Khoảng đấy là cùng thôi. Nhưng ví dụ như cái chậu này mà để nguyên thì tháng 5 ấy, thì những cái góc quật này nó sẽ rủ hết xuống. Dài. Cái góc này nó rủ đều xuống thì nó sẽ trông nó đẹp hơn, bởi vì nó dài ra. Khi mà những cái kia đây, kia nó mọc chỗ này, kia mọc ở vị trí này, nó sẽ dài xuống đây. Đấy, những cái vị trí này cũng thế, nó sẽ dài ra.
và nó có thể sẽ bám rễ vào đây để ăn cũng được, bởi vì những cái dòng này nó không không cầu kỳ lắm về về loại về về giá thể, nó đơn giản như giá thể ở đây nó chỉ cần ẩm được. Thì cái chậu này là em trồng vỏ thông, vỏ thông Việt Nam thôi, nó cũng rẻ 250 bao và đùng về trồng mấy chục chậu, trồng 7 phần xốp và 3 phần vỏ thông, xong ghim chắc cây xong là mình có thể là tưới nước là xong. Đấy, chậu nghệ tâm này rất là đẹp. Đây em sẽ quay một vòng cái chậu nghệ tâm này xong em xin phép các bác. Đấy. Chậu rất là đẹp, hoa tứ hướng. Sáng năm mà tốt thì nó nhiều nữa. Cảm ơn anh chị đã quan tâm xem video. Xin chào.